Trung Quốc không bao giờ bào mòn được quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Gần 2 tháng nay, Trung Quốc cậy mình lớn mạnh, 5 lần 7 lượt, ngang nhiên kéo tàu thăm dò dầu khí vào vườn nhà Việt Nam giữa thanh thiên bạch nhật, vào nhà hàng xóm xâm phạm như vậy, chắc chắn không phải là cuộc dạo chơi thông thường. Sống bên cạnh Trung Quốc suốt mấy nghìn năm nay, Việt Nam thừa hiểu âm mưu cá lớn nuốt cá bé này. Thế nhưng, đừng nhầm tưởng Việt Nam hiền lành, dễ chơi nhé. Mỗi quốc gia có một chiến lược hành động và định hướng chính trị ngoại giao khác nhau. Với Philippines, quốc gia này chọn cách xoa dịu, làm hòa với Trung Quốc khi hợp tác khai thác dầu khí. Cho dù họ được tòa trọng tài quốc tế xử thắng đối với vụ kiện Trung Quốc vào năm 2016. Với Malaysia, Hải quân Hoàng gia nước này đã tiến hành đợt tập trận quy mô nhằm phô diễn sức mạnh tên lửa của mình gần khu vực đang tranh chấp hàng hải. Còn với Việt Nam, cũng là đối tượng bị Trung Quốc nhòm ngó, nhưng lại không chọn cách nương theo mà kiên định, mạnh mẽ hơn như lời nhận định của giáo sư Panos Maudokostas, trưởng khoa kinh tế Đại học LEU Post New York, Mỹ. Việt Nam là quốc gia cứng rắn nhất đối với Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ. Họ lên tiếng phản đối và ngăn chặn nhiều hành động coi thường pháp luật quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông, như xây dựng, bồi đắp các đảo nhân tạo, phong tỏa và triển khai vũ khí tấn công bao gồm cả tên lửa tại vùng biển này. Đồng thời, Việt Nam đã huy động lực lượng theo sát hành tung các tàu Trung Quốc trên vùng biển của mình. Từ khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 xâm phạm chủ quyền Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta đã 5 lần tuyên bố chính thức, khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Không chỉ người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng, các đồng chí lãnh đạo nhà nước ta cũng đã chính thức phát biểu trên các diễn đàn trong nước và quốc tế. Tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã lên án mạnh mẽ, chỉ đích danh tàu Trung Quốc đã xâm phạm đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hay tại buổi gặp mặt Thủ tướng Australia Scott Morrison, hội đàm với Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, làm việc với Tổng thư ký ASEAN Lim Chok Hoi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều lên tiếng đề nghị các nước bày tỏ quan điểm thẳng thắn, ủng hộ duy trì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng, đảm bảo tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đằng sau đó, Việt Nam còn hạ đặt giàn khoan khai thác sao vàng Đại Nguyệt, siêu to, khổng lồ, nặng 14.000 tấn tại khu vực gần bãi Tư Chính, hay mời gọi các nhà đầu tư Nga, Nhật, Malaysia hợp tác dầu khí. Và gần đây nhất là Việt Nam ký gia hạn với tập đoàn ONGC Vides Limited của Ấn Độ thêm 2 năm nữa về hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển Trung Quốc đang ngang ngược đòi tranh chấp. Bao năm qua, Việt Nam đã kiên quyết từ chối chủ trương gác tranh chấp cùng khai thác của Trung Quốc. Thái độ của Việt Nam rất cương quyết trong việc không hợp tác dầu khí với Trung Quốc, bởi chúng ta biết rõ đó chỉ là cái bẫy mà gã phương Bắc đưa ra như ý đồ của họ đã và đang làm với Philippines. Khác với chiến lược mềm mỏng của Philippines, những động thái cứng rắn của Việt Nam hiệu quả hơn nhiều. Nếu đường lối chính sách của Việt Nam trong việc đấu tranh với Trung Quốc bảo vệ chủ quyền biển đảo không cương quyết, khôn khéo, thì chắc hẳn bây giờ Việt Nam đã là Philippines thứ hai bị Trung Quốc chiếm đảo Trường Sa như với Scarborough vừa rồi. Hiện nay, vấn đề biển, đảo đang bị một số kẻ xấu lợi dụng gắn với xuyên tạc công tác chuẩn bị đại hội 13. Nào là một số lãnh đạo im lặng để đổi lấy vị trí, rồi có kênh YouTube, còn bịa đặt danh sách ủy viên Bộ Chính trị chia đôi bãi Tư Chính cho Trung Quốc. Thậm chí, các đối tượng còn tung ra nhiều tin giả như ExxonMobil rút khỏi cá voi xanh vì sức ép của Trung Quốc. Vụ Tư Chính là bước đầu để hợp thức hóa mật ước Thành Đô, để kích động nhân dân bức xúc, xúi dục biểu tình tẩy chay Trung Quốc. Đó là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn, đổi trắng thay đen những nỗ lực và quan điểm kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhà nước ta. Trong mối quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam luôn thể hiện thái độ cứng rắn, kiên quyết, chưa bao giờ thể hiện thái độ hạ mình, e sợ, dâng biển cho giặc như một số người rêu rao. Để đối mặt với một Trung Quốc quen lấy mạnh hiếp yếu, Việt Nam luôn kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng mọi biện pháp đối với các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển, như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. Quan điểm
kiên trì và kiên quyết đấu tranh không phải bây giờ mới có, mà đó là sự tiếp nối nghệ thuật độc đáo, mưu, kế, thế, thời, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều trong trường kỳ kháng chiến của ông cha ta từ xa xưa. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh các cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược của dân tộc ta đều diễn ra hết sức quyết liệt, bởi kẻ thù là những tên hiếu chiến, mạnh về gạo, bạo về tiền. Thế nhưng, với láng giềng vừa mạnh, vừa cùn, vừa đầy dã tâm chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, coi thường luật pháp quốc tế như Trung Quốc, thì không phải cứ gào thét đối đầu là hay, là dũng cảm. Làm sao để vẫn giữ được chủ quyền mà không gây tổn hại đến ngoại giao, kinh tế, vị thế đất nước mới khó, chứ rắn mặt choảng nhau thì dễ. Việc Trung Quốc liên tục phớt lờ phản ứng của Việt Nam với cộng đồng quốc tế khi ba lần đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam khiến tình hình căng thẳng trên Biển Đông ngày một trầm trọng. Tuy nhiên, như lời của giáo sư Kant Taylor nói rằng, Trung Quốc đang tìm cách bào mòn quyết tâm của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền. Nhưng với những tuyên bố và hành động thực tế của chính phủ Việt Nam, tôi tin người Trung Quốc không bao giờ bào mòn được quyết tâm đó.